Nhiều khi mình làm quá, nhưng mà tại cái tình thương mình dành cho con, mình thấy nó là bình thường. Khi mà chị chăm con, thấy con được thông minh, khỏe mạnh thì bao nhiêu khó khăn cảm thấy rất là xứng đáng. Dinh dưỡng là điều quan trọng nhất để giúp cho bé phát triển thông minh và năng lợi. Bé Nhân còn muốn sau này lớn lên trở thành một kỹ sư chế tạo robot, nên mình nghĩ lựa chọn Enfa là lựa chọn sáng suốt nhất của mình. Con yêu mẹ nhất trong đời.